Xin chào tất cả anh em, thì hôm nay mình làm clip để mà cho anh em làm chưa rõ về cách sử dụng cần câu có thể thực hiện được những thao tác quăng mồi, ném mồi chính xác theo như ý của mình, rồi cách dòng cá to an toàn mà không hư hại cần máy. Thì khi thực hiện thao tác ném mồi thì anh em chủ yếu xem làm sao mà mình canh cái khoảng cách từ đầu cần đến chì hoặc mồi không quá dài, khoảng tầm mét là vừa nha anh em. Rồi khi bắt đầu thao tác ném mồi thì ở đây mình lấy ngón tay cái này giữ vào đây, lấy ngón tay cái mình giữ cái sợi dây vào đây rồi tiến hành thao tác mở máy. Đây, anh em có thể thấy đó, lúc này là cọng dây nối từ mồi chì ra là hoàn toàn do cái ngón tay cái của mình giữ này. Rồi tới đây là mình tiến hành mình đung đưa, mình có thể thực hiện thao tác là mình đung đưa nó như thế này, thấy được chưa? Đó, mình có thể thực hiện thao tác mình đung đưa vào. Đó, rồi mình bắt đầu tiến hành cung dây vào. Rồi tới đây thì nếu mà mình câu cái dạng chì neo thì tới đây mình thu dây vừa cứng thôi, là mình để như thế này là mình chờ cá ăn thôi, rồi mình lấy cái này mình chống vào đâu đó, có thể là cây chống hoặc là gì đó tùy anh em. Đó thì cá ăn, thì khi cá ăn thì nó sẽ giật vào dây này và làm cho cái chuông báo cá này nó rung lên như thế này. Đó, nó sẽ rung như thế này. Đó, và anh em thực hiện thao tác đóng cá và dòng cá thôi. Đó. Rồi ngoài cái kiểu quăng như vậy thì nếu muốn quăng kiểu khác mình cũng có thể là nếu muốn quăng xa hơn đó thì mình cũng có thể đây thực hiện lại mở máy và mình sẽ đưa cần về sau, đưa cần qua vai. Hút ra phía trước, buông dây lên một cái cự ly phù hợp để mà mồi bay được đi xa. Đó là về cái thao tác quăng ném mồi. Rồi khi mà thực hiện cái này á, thì khi quăng ném mồi thì một cái vấn đề mà hay xảy ra đối với anh em mới sử dụng đó chính là cái dây này nó bị sồ ra và bị rối. Thì cái vấn đề này do đâu? Cái vấn đề này không có liên quan gì tới máy câu hay cần câu, mà chủ yếu liên quan đến cái đường kính của dây. Nếu mình sử dụng cái đường kính dây nhỏ khoảng tầm dưới dây 0.4, nhỏ hơn dây 0.4, thì lúc đó cái độ mảnh của dây sẽ làm cho dây nó ôm sát vào trong mô bin này và dây sẽ hạn chế được cái tình trạng là bị sồ ra ngoài. Đó, hoặc là một số loại cước cao cấp thì nó sẽ chống xoắn nè, rồi nó sẽ mềm mại. Đó, giờ thì mình sẽ hạn chế được cái tình trạng đó. Còn nếu anh em sử dụng dây đường kính to khoảng từ 0.5 trở lên thì bắt buộc là nó sẽ hơi sồ sồ ra như vậy thôi. Thì khi mà anh em sau khi thực hiện thao tác ném mồi rồi thì ví dụ như cước to, mình muốn hạn chế cái tình trạng là nó bị sồ dây ra ngoài, thì khi mình thực hiện thao tác ném mồi xong mình lập tức đóng máy, lập tức đóng máy ngay lập tức, không để cho cước sồ ra thêm, vậy nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là cước nó rối, nó bung ra. Đó, anh em thấy mình đóng máy ngay lập tức thì cước nó nằm yên đi, không có bung ra nữa. Đó, vậy là cái vấn đề về cái thao tác ném mồi và cái vấn đề xử lý cái chuyện là dây nó bị sồ ra do sử dụng đường kính quá lớn, mình trình bày xong với anh em.